Chỉ còn vài ngày nữa, chiếc crossover hoàn toàn mới của Ford, Ford Territory, sẽ chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam. Và đây là những thông tin mà bạn cần biết về chiếc xe thú vị này. Chiếc Territory ở Việt Nam chính là chiếc Equator Sport mới được giới thiệu tại Trung Quốc cách đây vài tháng. Giống như Ranger, Territory sẽ được lắp ráp tại nhà máy của Ford Việt Nam ở Hải Dương, chứ không phải nhập khẩu từ Trung Quốc như nhiều người lầm tưởng. Vì vậy, chúng ta có thể tự tin phần nào về chất lượng, nguồn cung cũng như là giá bán. Về nguồn gốc, Ford Territory được xây dựng dựa trên nền tảng chiếc Yuseng S330 của GMC, phát triển bởi liên doanh GMC Ford. Vì sao có liên doanh này? Có lẽ chúng ta đều biết, một doanh nghiệp muốn thâm nhập vào thị trường Trung Quốc đều phải liên danh với một doanh nghiệp địa phương, và GMC là cái tên mà hãng xe Mỹ lựa chọn. Mối lương duyên giữa Ford và GMC không phải mới đây, mà từ 1995, sau khi thua trong cuộc đua khí hợp đồng với SAIC và Chevrolet, Ford đã mua 20% cổ phần GMC và trở thành cổ đông lớn nhất. Cái tên Territory được Ford sử dụng tại thị trường Trung Quốc từ năm 2016. Nếu tìm hiểu trên mạng, bạn sẽ thấy một phiên bản khác của Territory được bán ở thị trường Australia từ năm 2004 đến năm 2016. Đây là một chiếc xe hoàn toàn khác biệt với chiếc Territory ở Trung Quốc. Ford Territory sản xuất tại Trung Quốc cũng đã được bán ở Brazil, Argentina, Philippines, Campuchia, Lào, Peru, Ecuador, Bolivia và Chile. Territory được trang bị động cơ EcoBoost dung tích 1.5 lít cho công suất tối đa khoảng 170 mã lực và mô men xoắn cực đại 260 Nm, sẽ sử dụng hệ chuẩn động cơ trước. Khối động cơ EcoBoost 1.5 lít không phải loại động cơ quen thuộc mà chúng ta thấy trên chiếc Focus, mà ra đời dựa trên động cơ xăng JX4G15 của GMC AVL và phát triển bởi Ford châu Âu. Có lẽ đến đây nhiều người sẽ có chút nghi ngờ tính bền bỉ của khối động cơ này khi được dựa trên nền tảng của một chiếc xe Trung Quốc. Nhưng đừng quên, chiếc xe này đã được xuất khẩu đi rất nhiều thị trường, cũng như ngay từ khi thai nghén, Ford châu Âu đã tham gia phát triển động cơ. Và một điều đặc biệt trong hệ chuyển động của Territory tại thị trường Việt Nam là hộp số tự động 7 cấp thay vì hộp số CVT như ở thị trường quốc tế. Đây là điều đã được Ford Việt Nam xác nhận trên trang chủ của mình. Khả năng cao đây sẽ là hộp số ly hợp kép. Và chưa rõ nếu là ly hợp kép thì loại ly hợp này sẽ là ly hợp ướt hay là ly hợp khô. Ford xếp chiếc Territory thuộc phân khúc Entry Level Compact SUV nằm giữa EcoSport và Escape với kích thước dài rộng cao lần lượt là 4630 x 1935 x 1706 mm, chiều dài cơ sở 2726 mm và khoảng sáng gầm 190 mm. So sánh với những đối thủ, Territory dài hơn trước Mazda CX-5 có chiều dài cơ sở 2700 mm, Honda CR-V có chiều dài cơ sở 2660 mm và ngắn hơn đôi chút so với Hyundai Tucson với 2755 mm. Như vậy, chúng ta có thể xếp Territory vào crossover SUV hạng C và hứa hẹn cho khoảng không gian xe vô cùng rộng rãi. Ngoại hình của Territory mang đậm chất hiện đại giống với những sản phẩm crossover SUV đô thị của Ford. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt lớn, bắt cặp với cụm đèn chiếu sáng ban ngày sắc cạnh vượt sâu về phía sau, cụm đèn chiếu sáng chính đặt thấp và có tính năng tự động nâng hạ độ cao. Thân xe có những đường nét vuốt cao về phần đuôi, cột xe sơn đen tạo hiệu ứng mui bay. Mâm xe có kích thước 19 inch ở các phiên bản cao cấp. Đuôi xe khá sạch với đèn hậu LED, cửa sau ít đường nét cắt xẻ và tên xe đặt ở chính giữa. Do ảnh hưởng từ đặc tính của thị trường Trung Quốc, nên khoang nội thất của Territory ngập tràn những chi tiết chiều chuộng người lái mà có thể điểm tên như là màn hình tốc độ nối liền màn hình giải trí trung tâm, đồng kích thước 12,3 inch, dàn âm thanh 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế bọc da có chỉnh điện, sạc không dây, điều hòa tự động có hệ thống lọc không khí, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, vân vân. Vẫn nổi danh nhờ sở hữu nhiều tính năng an toàn, Ford Territory sở hữu gói trang bị an toàn Ford Co-Pilot 360 với những tính năng đáng giá như là phanh tay điện tử, camera 360, tự động đỗ xe, tự động ra khỏi chuồng đỗ, ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù kết hợp xe cắt ngang và cảnh báo lệch làn, cảnh báo áp suất lốp, khởi hành ngang dốc, vân vân. Ford Territory sẽ được phân phối ở Việt Nam với 3 phiên bản Trend, Titanium và Titanium X với mức giá bán dự đoán lần lượt là 830 triệu đồng, 930 triệu đồng và 965 triệu đồng. Mức giá này cao hơn khá nhiều so với những dự đoán ban đầu. Thế nhưng, nếu mức giá này thành sự thật thì Territory vẫn thuộc top những chiếc xe có giá bán dễ tiếp cận trong phân khúc. Territory là một chiếc xe đẹp, trang bị ngập tràn và đáp ứng được những kỳ vọng của khách hàng hiện đại. Chiếc xe này có được thị trường Việt Nam chào đón hay không? Có lẽ thời gian sẽ cho chúng ta đáp án. Còn bây giờ, nếu như bạn thấy video hữu ích, đừng quên like, share cũng như subscribe để ủng hộ cho WhatCar VN. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.